Thưa quý vị, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2021 dưới sự chủ trì của ông Phạm Viết Thanh, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 đã đến dự hội nghị. Năm 2021, dù chịu nhiều tác động của dịch COVID-19, song Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong lực lượng vẫn triển khai toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc, công tác xây dựng lực lượng đảm bảo theo quy định, trong đó bộ đội địa phương đạt 100%, quân nhân dự bị đạt 99,93%, dân quân tự vệ đạt 1,4% dân số. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng hải đội dân quân thường trực giai đoạn 1, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo phân cấp, hoàn thành 100% chỉ tiêu. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề, năm 2021, hoạt động được lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai xuyên suốt và tập trung hơn cả là công tác dân vận. Lực lượng vũ trang tỉnh đã xây dựng một căn nhà đồng đội, 19 căn nhà nghỉ tình quân dân trị giá 1,95 tỷ đồng và đặc biệt đợt cao điểm chống dịch cứu dân. Lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động hơn 29 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân thông qua nhiều mô hình nhân văn. 100% tổ chức cơ sở đảng được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 15 trên 16 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng đạt 100% chỉ tiêu, trong đó tỷ lệ kết nạp đảng trong lực lượng dân quân tự vệ và quân nhân dự bị vượt chỉ tiêu đề ra. Với những kết quả đạt được, Đảng bộ Quân sự tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Quân sự tỉnh trong năm 2021 và đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh phối hợp giữa các lực lượng công an, biên phòng và các lực lượng quân đội đứng chân trên địa bàn để xây dựng thế trận quốc phòng vững chắc, đẩy mạnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đồng thời sẵn sàng lực lượng tham gia ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng.